Tình đầu 20 năm trước bất ngờ gặp lại nhau. Một người là một bà cô cẩu thả, một người là ngôi sao nổi tiếng. Lúc đó hai người vẫn chưa nhận ra đối phương, nhưng có cảm giác rất quen thuộc. Hong Sun-hee, sao cơ? Người đàn ông quay đầu nhìn lại người phụ nữ đằng sau. Nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của một bà thím, anh ta cười thầm, nghĩ rằng chắc chắn không thể là nữ thần năm xưa. Anh ta còn khoe khoang vẻ đẹp của tình đầu trước mặt trợ lý. Tiếp đó hai người lại gặp nhau ở trường quay. Sun-hee đến đây làm diễn viên quần chúng thay mặt mọi người đưa ra ý kiến, cho rằng vai nữ chính của đoạn quảng cáo này phải do phụ nữ lớn tuổi một chút đảm nhận mới tốt, mới có thể thể hiện chân thực làn da của người phụ nữ. Đạo diễn thấy Sun-hee nói cũng có lý, kế hoạch ban đầu cũng là như vậy. Nhưng ngôi sao nổi tiếng Song Jae-bin không muốn diễn cùng một bà thím, ngược lại chỉ trích cô chỉ diễn một vai nhỏ mà dám đưa ra ý kiến. Cuối cùng các diễn viên quần chúng khác đều chạy về phía ngôi sao nổi tiếng, chỉ có Sun-hee bị đuổi việc, còn con gái của cô ấy lại là một fan cuồng của Jae-bin, trốn học lén chụp ảnh thần tượng nhưng bị bắt quả tang. Jae-bin không những không tức giận, ngược lại còn vui vẻ cùng cô bé chụp ảnh. Điều này đã bị Sun-hee đứng từ xa nhìn thấy. Cô nổi giận xông đến, một cú đá như trời giáng bay qua. Vẫn chưa đủ, cô tiếp tục đuổi theo để dạy cho con gái một bài học. Jae-bin đứng ra ngăn cản, Sun-hee chút cơn giận lên người anh ta. Kết quả thu hút một đám phóng viên đến, ngày hôm sau liền bị đưa lên đầu báo. Điều này khiến Jae-bin rất mất mặt. May là anh trai của Jae-bin là giám đốc tòa soạn tìm cách xoa dịu tin tức. Còn trợ lý từ khi nghe nói anh muốn gặp lại tình đầu lập tức đi điều tra. Nhưng anh ta nhận nhầm em chồng của Sun-hee là tình đầu của Jae-bin. Khen Sun-hee không chỉ xinh đẹp mà vóc dáng cũng rất hoàn hảo. Biết được cô đã kết hôn, Jae-bin có chút thất vọng, nhưng anh vẫn rất nhớ khoảng thời gian hai người yêu nhau. Lúc đó hai người tâm đầu ý hợp, anh có mối tình đầu đẹp như chuyện cổ tích, thế nên anh đã chủ động gọi điện cho Sun-hee. Sun-hee rất bất ngờ khi tình đầu liên lạc với mình sau 20 năm, lâu lắm không gặp rồi, không biết bao nhiêu năm rồi nhỉ. Tớ á, Sun-hee nói dối mình đang ở một buổi hòa nhạc, để giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về sự thanh lịch tri thức. Còn Jae-bin đã thay tên đổi họ trở thành đại minh tinh, còn thay đổi số tuổi thật của mình là 39 tuổi thành 32 tuổi. Anh ấy thậm chí nói dối mình đang kinh doanh vật liệu gỗ. Hai người đều không giống những gì họ tưởng tượng về nhau. Nhưng Sun-hee có cuộc sống thảm hơn, gả cho một gã không ra gì, còn thường bị mẹ chồng và cô út ức hiếp. Sun-hee vừa mới bị máy bán hàng tự động nuốt tiền nhưng không thể lấy đồ uống ra. Cô dùng lực đập mạnh vào chỗ lấy nước. Cảnh này đúng là bị đại minh tinh Jae-bin nhìn thấy. Sun-hee còn chút giận lên tấm poster dán bên trên của anh ấy. Đúng là một kẻ xấu xa xui xẻo. Kết quả vừa quay người lại gặp đúng người thật, trực tiếp phun hết nước ngọt lên người anh ta. Sun-hee cảm thấy có lỗi lập tức đến lau giúp anh ta. Nhưng Jae-bin đang rất tức giận, không cần cô giúp. Sun-hee thấy vậy liền mau chóng rời đi. Tình cờ họ lại gặp nhau trong trường quay. Sun-hee cười tươi như hoa. Điều này khiến Jae-bin khó chịu, còn phàn nàn với anh trai. Không ngờ anh trai rất thích vẻ ngây thơ hồn nhiên này của Sun-hee. Xong việc, Jae-bin lại gọi điện cho tình đầu, vui vẻ nói về những ngày tháng yêu nhau trước kia. Kết quả lại tình cờ gặp Sun-hee ở cửa xoay. Hai người cố gắng tránh nhau như tránh tà, sau đó lại tiếp tục nói mấy lời mật ngọt qua điện thoại. Nghe thấy tiếng cười của cậu, tớ cảm thấy rất nhớ cậu. Tớ cũng nhớ cậu. Cậu vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ. Sun-hee đã không còn vẻ xinh đẹp như trước kia nữa, trở thành một bà cô già nua xấu xí. Cô quyết định không bao giờ gặp lại tình đầu. Nhưng vận mệnh là thứ gì đó rất kỳ diệu. Chồng của Sun-hee bị bắt vì tội lừa đảo, ngay cả tài sản cũng bị tịch thu. Bây giờ cô cần một khoản tiền gấp để cứu chồng. Lúc này Sun-hee nhớ đến tình đầu của mình đang kinh doanh gỗ, nghĩ rằng chắc chắn anh ta rất giàu có. Khi cô đang do dự không biết có nên liên hệ hay không, Jae-bin đột nhiên gọi điện thoại tới. Sun-hee do dự một hồi cuối cùng vẫn ấn nút nghe, mới biết Jae-bin vẫn độc thân. Đúng vậy, có thể là do tớ chưa gặp đúng người phụ nữ. Cậu đừng trêu tớ nữa. Cậu nói vậy tớ tưởng là thật đấy. Tớ không trêu cậu đâu. Sun-hee quay về chuyện chính. Nghe nói anh kiếm được rất nhiều tiền nên đề nghị hẹn gặp anh. Jae-bin vô cùng vui sướng. Chúng ta gặp nhau nhé. Địa điểm hẹn gặp lại ở đại sảnh của khách sạn, nhưng không thể kìm được sự cuồng nhiệt của những fan hâm mộ. Vì vậy Jae-bin liền đổi địa điểm sang một căn phòng. Dù cho Sun-hee có trang điểm kỹ càng nhưng vừa gặp Jae-bin liền cảm thấy chán ghét. Hai người đều sững sờ khi nhìn đối phương. Anh là Giang Dong Chun sao? Ồ, tôi thực sự không biết. Ôi trời ơi, sao lại có thể như vậy chứ? Đúng thế, tôi còn nghĩ chỉ là giống nhau thôi. Này Dong Chun à, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nhưng Sun-hee lại bị Jae-bin vô tình đẩy ra ngoài. Jae-bin khó có thể chấp nhận sự thực này, nữ thần ngày xưa của mình lại đột nhiên biến thành một bà cô già nua. Anh ta nói dối mình không phải Giang Dong Chun gì đó, muốn cắt đứt mọi quan hệ với cô. Nhưng Sun-hee không tin, bước đến tiếp tục chất vấn. Jae-bin trách cô đi nhầm phòng. Hơn nữa bản thân mới 32 tuổi sao có thể là bạn cũ của cô được. Sau đó trực tiếp rời đi. Khi Sun-hee bình tĩnh lại thì không đuổi kịp anh ta nữa. Jae-bin thấy cô gọi đến tức giận trực tiếp tháo pin ra. Nhưng không nghe điện thoại càng khiến Sun-hee chắc chắn anh ta chính là tình đầu của mình. Khi Jae-bin nói dối rằng mình đã chuyển nhà rồi thì Sun-hee đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta. Lần này thân phận của anh ta đã bị lộ rồi. Tên xấu xa. Sun-hee rất thất vọng đối với tình đầu. Nhưng phía người chồng đang rất cần tiền,
có thể thấy anh ta sắp phải ngồi tù rồi. Nhưng Sunhi đào đâu ra tiền chứ? Cô ấy chạy đi uống rượu giải sầu. Còn Jaebin sợ Sunhi sẽ báo thù mình, vạch trần chuyện mình đổi tên đổi họ khai gian tuổi, nên cố ý tìm đến nơi Sunhi ở để tìm hiểu tình hình. Đúng lúc gặp Sunhi uống rượu say khướt, anh ngồi xuống miễn cưỡng xin lỗi cô. Nhưng Sunhi rất đau lòng vì hành động của anh ta. Jaebin bắt đầu diễn kịch, tỏ ra mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với cô, còn giả vờ trách cô đã không giữ lời hứa của 20 năm trước. Nói từ trước đến nay mình vẫn luôn đợi cô, trách cô bây giờ có thể giữ lời hứa của mình không? Sunhi trả lời không thể, bây giờ mình đã có gia đình rồi. Cậu thật là cuối cùng cậu vẫn làm tổn thương tớ. Sunhi à, dù cho bây giờ cậu nói có thể, dù cho chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Thấy Jaebin chảy nước mắt, Sunhi tin những lời anh ta nói là thật. Một ngày cũng được, chỉ một ngày cũng được. Nếu tài sản của tớ có thể mua được cậu. Jaebin vô cùng phấn khích, tự ngưỡng mộ bản thân không hổ danh xuất thân là diễn viên nổi tiếng. Nhưng không ngờ Sunhi thực sự tin những lời anh nói. Nhưng để bảo vệ gia đình cô quyết định hy sinh. Ngày hôm sau cô ngồi xe đến gần nhà của Jaebin, thấy một cậu bé đang chạy đến để lên xe buýt. Sunhi chủ động giúp cậu gọi xe buýt dừng lại. Cậu bé bày tỏ lòng biết ơn với cô, đây chính là cháu trai của Jaebin. Còn Jaebin giật mình khi nhìn thấy Sunhi đến, nhưng anh đành phải miễn cưỡng tiếp cô. Jaebin cho một máy quay được giấu trong con gấu bông, chuẩn bị quay lại chứng cứ cô uy hiếp mình, đồng thời hỏi cô có chuyện gì. Sunhi đến để hỏi xem những lời anh nói tối qua có phải thật lòng hay không. Có được câu trả lời khẳng định chắc chắn, Sunhi liền hỏi anh có thể cho mình mượn bao nhiêu tiền. Cái đó, cậu cần bao nhiêu? Trả hết nợ cho chồng tớ là được. Nói xong Sunhi đứng dậy cởi áo ngoài của mình ra. Jaebin nhìn thấy sững sờ không nói lên lời. Jaebin à, tớ chỉ đồng ý một ngày thôi. Mua tớ đi. Được rồi, tới đây thôi. Nhấn theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé.